中国武人不像你说的那么厉害呀。 我叫霍元甲，不和女人打，有点意思。 霍元甲，父亲的坟竟然被扒开，爹的尸首不见了。什么？活了，一定是活了。 诈尸，害死了他哥哥。此番不查明事情真相，我绝不离开。将，此人怎么可能活过来？<笑>本来只是想查明师父的死因，却没想到牵连出这么多是非来。真不知道这公安线背后还隐藏了多少见不得人的事情。 在日本和西方人的眼里，中国很落后，可以随便欺负。你干什么？滚！你们干什么？陈真，你此去日本，要牢记自己的目的。我不明白两个国家为什么要有那么大的仇恨。你的女人我已经玩过了。 不要管我，快走！请我们的神就是我陈真的神。你们中国都是软弱的兵夫，秦少爷会打倒你们中国去，我会在中国等着你。拳法再弱，不能救人。武术一今日，在于保护弱小，警醒国人，人人自强，才能看到希望。 精武门已经不是一个门派，而是一种精神。都待在这里3年了，bọn chúng như những con vật tù。 Chặt đứt giờ này, lại mọc ra giờ khác. Ai? Ai? Dừng lại! Trả tôi cho tao! 8 đứa này nữa là mình được 30 đứa. Số hàng như này rất là lớn. Cứ làm như cũ, đúng thời điểm cho tao. Má mình ngầu lắm.
cái gì má cũng làm được hết á. Cô chỉ còn được cái mấy tiếng nữa thôi. Một khi xuống phải xe lửa là cô không bao giờ thấy lại được tụi nhỏ nữa đâu. Đây là một đường dây quốc tế, toàn bộ kéo dài từ đèo Hải Vân và tới Cà Mau. Mày lết được tới đây là giỏi lắm, nhưng mày vào nhầm chỗ rồi. Tao có thể tới nhầm chỗ, nhưng mày đã bắt nhầm con tao rồi. It's Lisa here with more on action. Did you know that 1972's Way of the Dragon, released as Return of the Dragon in the West, was the only film written, directed by and starring Bruce Lee? It was also the first Chinese film to be shot in the West and the last film to be shot inside the Roman Colosseum. What's your favourite movie starring Lee? Let us know below and remember to subscribe to stay up to date on all things action.